Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên các bác mẫu xe đạp đua Volap, một chiếc xe đạp đua khung nhôm, được sử dụng một cái bộ chuyển động là Shimano Classic với 8 tầng lip và hai đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Và em về một chiếc xe tông màu cà phê rất là nhã nhặn, cực kỳ là đẹp. Dây thì toàn bộ đã được chạy âm sườn này. Và cái mức giá bán thì cũng rất là rẻ các bác nhé. Em đang bán chiếc xe này chỉ có giá là 6.800.000 thôi. Rất là rẻ cho các bác mà đang muốn tìm kiếm một chiếc xe đạp mà tay cuộc, tay đua để trải nghiệm sang cái dòng xe đua này. Và không cần quá quan trọng về cấu hình. Thì đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý cho các bác. Một chiếc xe mà nó cũng đáp ứng đủ những cái nhu cầu cần thiết để cho các bác có thể sử dụng để thể dục thể thao hàng ngày. Thương hiệu Volap các bác nhé, một cái thương hiệu của Golden Wheel và đã có mặt trên thị trường từ những năm 1980 cơ. Tông màu cà phê rất là đẹp các bác nhé. Dây thì toàn bộ được chạy âm sườn rồi này. Từ dây đè rồi dây phanh bên này nó cũng chạy âm sườn bên này các bác nhé. Màu rất là nhã nhặn, rất là đẹp. Và bộ chuyển động của nó thì cũng không phải là dạng đều các bác nhé. Nó là Shimano Classic. Đấy, là một cái dòng phụ tùng cũng rất là ngon của nhà Shimano. Thì bộ này là được trang bị là 8 tầng níp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tầng níp và 2 tầng đĩa đạp cho 16 tốc độ khác nhau. Full hết một bộ luôn, từ đè sau này rồi đến gạt đĩa trước và đôi tay lắc trên này các bác nhé. Full hết một set Classic. Phanh của xe là phanh 3 mảnh của Techo. Thì toàn bộ chiếc xe này là em nhập khẩu nguyên zin hết toàn bộ các bác nhé. Full hết. Nguyên zin hết nguyên bản đấy. Vành bánh 700C, sử dụng quả lốp Kenda. Đây là quả 700 x 23C các bác nhé. Vành thì nguyên zin rồi, vành Volap nguyên zin. Mayo sử dụng là Mayo Joytech. Rất là đẹp, chỉ có là 6.800.000 thôi. Các bác mà đang cần một chiếc xe tay cong để thể dục thể thao bình thường hàng ngày thì nó là một cái lựa chọn rất là tốt. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây. Và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 thì là phù hợp. Chuyển động rất nhạy các bác nhé. Lên xuống cực kỳ mượt mà. Bộ cái là zip 8 níp 2 đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất là mượt, các bác có thể nhìn trên hình. Giá bán của xe bên đang bán là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.